Cả nhà yêu, cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không? Cả nhà ơi, trời bắt đầu lạnh rồi cả nhà. Mới nóng ình đây bây giờ hả? Sáng nay dậy đưa nhóc đi học là trời ơi lạnh, lạnh mà hả? Gái mình thường thường là không có chịu, không có nói lạnh đâu nha. Mà bữa nay tự nhiên nói mẹ ơi mở hiếp trên trong xe ra đi, nói ủa cũng biết lạnh đó hả? Rồi bữa nay là cái mình coi lại thêm trời là nó cũng đâu á, mới có năm mươi mấy độ à, năm mấy hay bốn mấy quên rồi mà lạnh quên rồi. Mới sáng giờ quên rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái món giò heo kho măng với lại đậu hũ nha cả nhà đó. Đó cũng đâu có gì, ra sáng là mình đi thích ra hái rau nè, hái mớ rau hồi ăn kèm với lại món thịt heo kho, giò heo kho nhà thấy ngon hay không. Nào là cải xà lách xôn nè, nào là tần ô nè, xà lách nè, một mình ăn là hả, tao nói ăn hoài luôn dư sức. Đó thôi thì bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu chia sẻ với cả nhà món giò heo kho măng nha. Đây cả nhà, đây là nguyên liệu hôm nay, giò heo mình cũng đã trần qua nước sôi hết rồi cả nhà. Nguyên một cái giò heo, có luôn cái bắp thịt trên đó. Đó. Thì nguyên liệu hôm nay là mình giò heo nè, đậu hũ. Đậu hũ này một hồi nữa là mình chiên lên mới kho nha cả nhà. Còn đây là măng tươi, măng chua. Đó. Còn đây là hành lá với ớt mới ra ngoài hái vô đó, còn tươi non luôn. Đó. Đây. Đó, nguyên liệu hôm nay hũ. Thì bây giờ mình ướp nha cả nhà. Ướp rồi bắt đầu mình kho. Nước màu vô. Bột tỏi. Bữa nay mình kho bằng bột thôi, mình không kho bằng tỏi tươi, bột tỏi. Bột hành. Đường. Xong bây giờ mình để đây mình đi chiên đậu hũ rồi nha, chiên đậu hũ xong tắm mình cho lên nước cho cả nhà. Đây là cái nắp kia. Giờ để mình đổ nước ngập lên để mình hớt bọt. Sôi lên rồi giờ mình đậy nắp lại cả nhà, đậy nắp lại hầm cho thịt heo nó mềm. Cái giò heo mềm chứ nha. Đây thì mình chiên đậu hũ. Đậu hũ chiên xong rồi thịt mềm rồi cả nhà, giờ mình cho măng vô nha. Măng vô giờ mình cho đậu hũ vô luôn. Đây, giờ cho 5 phút hoặc 10 phút gì nữa cho nó thấm, đậu hũ là xong. Nêm nếm lại. Rồi, bây giờ là thịt kho, giò heo kho đậu hũ măng đã xong cả nhà. Giờ mình sẽ múc ra rồi mình bỏ hành bỏ ngò lên. Đây cả nhà, món giò heo kho măng đậu hũ đã thành phẩm. Thôi bây giờ mình bưng xuống cái bàn mà cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đó. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mình cả nhà ơi. Hôm nay mời cả nhà thưởng thức món giò heo kho măng với lại đậu hũ. Nhà biết không, tại vì á giò heo này mình mua bữa mình tính là kho tàu á, cái mình có thịt cái mình thấy ủa kho thịt rồi kho giò heo nữa sợ ăn nhiều quá, nên là hả bữa nay mình thấy nhà còn măng cái mình lấy ra mình kho măng cả nhà, với lại đậu hũ cũng còn nên là mình lên chiên mình kho thêm đó, để thưởng thức. Lâu lắm rồi cũng không có ăn món mà mình lại thích ăn măng kho cả nhà, nên là mời cả nhà nha.
Ăn trước miếng măng đi. Măng là ngon nhất. Nhưng mà ăn nhiều cũng không tốt mấy. Đậu hũ. Đậu hũ trắng nha, mà lúc nào cũng có. Mà ta thường thường mà thích ăn đậu hũ kho măng á, mà Canada có thịt heo vô, giò heo vô cho nó béo béo, bỏ chân đậu hũ vô chiên. Ngon. Làm gì làm cũng không có thiếu rau được. Ta hái nè, cải lá son nè, bằng ô nè, cải ít 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 vô, chấm rau ăn, salad, rau thơm. Vậy đó. Rau thơm nhà cầm ngon mát. Giờ ăn thử cái giò heo đi. Ăn cái giò heo rồi cho nó đã đây nè. Cả nhà. Giò heo à. Giò heo phải ăn bắp ở nhà. Mình sợ đó. Mình sợ. Để coi gấp đũa ăn được không? Được, được, được. Không sao. Giò heo. Nóng 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 luôn. Thêm miếng rau cho thơm thơm. Dặn cho heo kho đều đều xuống ăn đã ghê. Ngon. Đậu hũ cũng ngon, mà măng cũng ngon, mà giò heo cũng ngon luôn. Ngon rồi. Nguyên một khứa giò heo. Không biết chứ là
mình mê măng lắm cả nhà, mình thích ăn măng lắm, măng tươi hay măng chua cũng được hết trơn á. Măng tươi thì mình hầm giò heo ha, mình hầm ha, mình nấu canh hầm chương vậy. Rồi măng chua thì mình cũng kho hoặc là xào á, măng này nè mà mình xào tỏi ớt rồi cái tiêu. Trời ơi lên ăn nhức nách luôn. Ăn thêm cục dừa heo nữa. Hai cục là no rồi đó nha. Ăn cái mà. Tính không bóc mà không bóc không được. Cải thì đã xoong ăn sống cũng ngon á. Xong hai cái chưa? Hai hút dẹo xong rồi. Ăn hết chén cơm đi. Ăn măng là ngon nhất, miếng đậu hũ. Làm nhà thấy không, làm lâu, làm khâu này khâu kia cắt ra nọ xong cái ăn chừng 5 phút là xong rồi. Thì bữa nay mình cũng chia sẻ với cả nhà cái món giò heo kho măng với đậu hũ. Cũng cảm ơn cả nhà đã luôn xem video yêu thương và ủng hộ mình, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Hẹn video tới, bye bye. Quên uống miếng cà phê nữa.